Chồng sắp cưới bị nói làm phong thủy tà đạo, nam em công khai luôn mọi ngóc ngách trong nhà để đáp trả. Nam em chia sẻ hình ảnh trong nhà của bạn trai có nhiều đồ vật phong thủy, phản pháo ý kiến của nhiều người cho rằng anh truyền bá tà đạo. Trên trang cá nhân, nam em mới đây chia sẻ hình ảnh của nhà bạn trai. Động thái này của người đẹp là để đáp trả lại những người cho rằng bạn trai làm công việc tà đạo. Nhà của thầy phong thủy mà mấy bạn chê là tà đạo nè, tôi vẫn thấy bình yên lắm, chưa có ai bế lên phường. Là do các bạn suy nghĩ quá nhiều hay do ông mang nghiệp tu nặng ta? Nam em chia sẻ. Được biết, bạn trai của nam em làm trong ngành phong thủy. Cũng từ một lần muốn tìm coi phong thủy mà nam em gặp gỡ rồi sinh ra mến mộ và theo đuổi người yêu hiện tại. Nam em từng cho biết khi gặp bạn trai, anh như tỏa ra một hào quang gì đó thu hút cô. Cách đây không lâu, nam em cũng chia sẻ úp mở chuyện vừa mua biệt thự 5 tầng khang trang để làm tổ ấm mới. Nhiều người suy đoán đây chính là căn hộ của nam em và bạn trai trước khi chính thức về chung một nhà. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, nam em cùng bạn trai tiết lộ có kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi vào khoảng nửa đầu năm 2024. Sau nhiều sóng gió, cặp đôi hiện vẫn giữ mối quan hệ bền chặt, thường xuyên công khai xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Nam em công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai làm trong ngành phong thủy cách đây vài tháng. Nam em cho biết cô là người chủ động theo đuổi chồng sắp cưới vì bị anh thu hút. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió thì nhiều người khuyên nam em nên quay xe khi bạn trai của cô bị phát hiện chuyện từng có hai đời vợ và tiền án tiền sự. Lên tiếng về điều này, nam em bảo vệ chồng sắp cưới cho rằng ai cũng có quá khứ. Tại sao phải đào bới lại để chỉ trích? Ồn ào liên tục bủa vây cặp đôi khi có thời điểm nam em bỗng dưng mất tích, xóa hết hình ảnh bên bạn trai trên trang cá nhân. Sau đó cô khiến dư luận dậy sóng khi hé lộ bạn trai bị hãm hại, còn bản thân thì nhận quà độc từ Etifan. Cách đây không lâu, nam em úp mở chia sẻ chuyện mất con do áp lực dư luận khiến công chúng hoang mang. Tuy nhiên, người đẹp không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc này. Nam em tên đầy đủ Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, đến từ Tiền Giang. Cô từng đạt danh hiệu trong một số cuộc thi sắc đẹp như Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Top 8 Miss Earth Hoa Hậu Trái Đất năm 2016, Top 10 Miss World Việt Nam Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2022.